Đối diện những khó khăn mà doanh nghiệp và cá nhân gặp phải trong giao dịch bất động sản và tuyển dụng nhân lực, công nghệ được xem là giải pháp tối ưu hiện nay. Đây cũng chính là tinh thần từ mối quan hệ hợp tác vừa được công bố giữa công ty cổ phần Toya Việt Nam và đối tác Realty. Toya Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chủ lực cho FidoVN, nền tảng tích hợp dịch vụ nhà ở và phát triển nguồn nhân lực đầu tiên tại Việt Nam, sẽ kết hợp Realty, nhà cung cấp giải pháp không gian số hàng đầu thế giới, tích hợp công nghệ VR vào FidoVN để xem bất động sản từ xa, chia sẻ tài liệu, hồ sơ tuyển dụng qua nền tảng, giảm chi phí vận hành và nhân sự, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch, tối ưu nguồn nhân lực trong dài hạn. Trong thời gian tới thì mục tiêu của FidoVN sẽ là trở thành một cái nền tảng cung cấp về dịch vụ nhà ở và phát triển nguồn nhân lực được yêu thích nhất ở tại Việt Nam. Và chúng tôi không ngừng cập nhật những công nghệ tiên tiến ở trên thế giới để có thể rút ngắn được các khoảng cách cũng như là tối ưu các chi phí cho các giao dịch được thực hiện ở trên cái nền tảng này. Triết lý kinh doanh của chúng tôi rất là đơn giản. FidoVN luôn luôn hướng tới việc mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm chân thực nhất và hiệu quả nhất. FidoVN đồng thời mang đến các giải pháp VR và AI tiên tiến, đáp ứng nhu cầu số hóa ngày càng cao của các ngành bất động sản, kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất, phát triển nguồn nhân lực và gia tăng nhận diện thương hiệu.